có rất nhiều cua này. Nhiều cua chưa? Ui, bác của chú này cho vào chậu này nhá. Ui, nhiều cua lắm các bạn ơi. Trời nắng rồi cua nó trèo lên bờ đấy. Ơi, nhiều lắm rồi, cua đang chạy kìa. Đây này, đang chạy nè. Bắt được của chú này rồi. Cho vào chậu nhá. Cho chậu này cho phải nắng này. Đi tìm tiếp nào ở đây này. Bắt được chú này rồi. Chú cua to càng to này các bạn. Chậu cho vò nhá. Để đi tìm tiếp nào. Ui, chú cua càng to nữa này. Cua càng to không? Rồi đây cho bò nhá. Đây này, chú cua nữa này. Một chú nữa này. Trời nắng lắm, các chú bò lên bờ đấy. Nắng quá rồi bò lên bờ đấy. Đây là một chú nữa này. Ui, chú này đánh nhau thì gãy hết càng rồi các bạn. Còn đúng một cái càng thôi này, hai cái càng thôi. Gãy mất ba cái rồi. Đây này, chú nữa này. Bắt được rồi. Đây, cho vào đây bò này. Đừng có chạy ra đó nữa. Để mình tìm xem một chú nào nhá. Ở đây mình nhìn thấy đằng này chú đang bò ở đây này. Có một chú đang bò ở đây này, bắt được rồi. Đây một chú nữa này các bạn. Đây một chú nữa đang bò đây này. Bắt được rồi. Mình bắt một lần hai chú luôn nhá. Bắt tuột mất một chú rồi. Chú đang giơ càng này. Đừng có cắp tớ nhá bạn cua nhá. Để mình bắt một lần được hai chú luôn này. Đây, cho vào chậu ấy nhá. Ui, ở đây mình nhìn thấy cái gì này các bạn. Ui, đây có một chú khủng long này. Nắng quá chú ấy cũng trèo lên bờ đấy. Cũng chạy lên đây đấy. Ồ, để mình lấy cái rổ này mình đựng các chú khủng long vào đây nhá. Đấy, được một chú khủng long rồi. Đi tìm tiếp nào. Ui, ở đây mình nhìn thấy cái con gì màu vàng vàng này. Ui, một con Pikachu các bạn ơi. Pikachu này còn bấm kêu tên tít này. Đấy, giống cái điện thoại ấy các bạn. Ôi, mình bỏ ở đây luôn nhá. Để tìm tiếp nào. Ui, ở đây mình thấy cái gì này các bạn. Đây mình thấy khẩu súng này. Ui, khẩu súng này bắn được. Gâu 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 này. Bùm 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 bùm. Em ca bị trúng đạn xíu. Bùm bùm bùm. Thầy cho em ca. Trứng hả? Và em ca tìm thấy trứng. Đi tìm chứ nào. Em ca bảo nhìn thấy trứng. Đây các bạn ơi. Ở đây có một quả trứng khủng long to lắm này. Trứng khủng long các bạn ạ. Đây, để cho em ca đập. Em ca đập xem là có cái gì bên trong à. Đập đi. Wow. Bên trong quả trứng này kẹo các bạn ơi. Ba cái kẹo. Đi tìm nữa nhá. Đây có một quả trứng này các bạn. Ui, một con khủng long màu xanh nữa này. Này, để đây đập này. Em ca đập đi. Em ca đập thử xem nào. Tí nó lấy căng pin đập. Wow. Bên trong quả trứng này có một con hổ. Một con hổ và một cái kẹo các bạn ạ. Đấy. Đi tìm tiếp nha. Đi tìm tiếp xem nào. Đi tìm tiếp xem cái gì đâu. Ây, ở đây mình nhìn thấy cái gì này. Ở đây có một cái thùng rác các bạn ạ. Bên trong thùng rác là một cái kẹo. Một kẹo ăn ngoan. Cho anh Bin, cho bạn Bin. Đi tìm tiếp nhá. Tìm tiếp nhá. Ui, đây có một cái thùng rác nữa này. Trong thùng rác này là cái gì đây? Trong thùng rác này có ba cái kẹo mút. Để cho bạn Bin luôn. Bạn Bin cầm cả thùng rác. Rồi, đi tìm tiếp nhá. Đi cua tìm cua. Rồi, đây này. Ui, ở đây có cái gì này? Thùng rác nữa này. Trong thùng rác này có một cái bánh nữa này. Bánh kem xốp này. Đây, này cho Bin. Cua hả? Rồi, đi tìm cua cho em ca nhá. Đây, bây giờ đi tìm cua đi. Ui, ở đây mình lại nhìn thấy cái gì này. Một cái súng nữa các bạn ơi. Bùm 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 bùm. Để cho bạn Bin. Đi tìm nữa nhá. Tìm xem còn cái gì nữa không. Ui, đây mình nhìn thấy cái con gì đấy. Một con cú mèo các bạn ơi. Một con cú mèo mình cho vào cái rổ nhá. Tìm tiếp xem nào. Đây, ở đây có cái thùng rác này các bạn. Không biết trong thùng rác này có cái gì nhỉ. Mở ra thử xem nhá. Đi tìm cua. Ủa, trong thùng rác này một cái thạch màu xanh các bạn ạ. Thạch rau câu. Đây này. Cua đây. Tí nữa mang lên cho em ca xem cua nhá. Đi tìm tiếp nào. Tìm xem còn con gì nữa không nhá. Ui, đây mình tìm thấy phát hiện cái gì nữa này các bạn. Một khẩu súng nữa các bạn ơi. Bùm 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 bùm. Đây cho bạn Bin. Bạn Bin để vào rổ. Nào. Ui, đây mình phát hiện cái gì nữa đây. Một khẩu súng nữa này các bạn. Khẩu súng màu đen ở dưới vườn này. Bùm 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 bùm. Đấy, cho luôn bạn Bin. Để vào rổ này. Đi tìm tiếp nhá. Đây. Ở đây mình nhìn thấy cái con gì ở đây này. Một con khủng long này các bạn. Khủng long. Cho ở đây nhá. Cho rổ nhá. Nào, đi tìm tiếp xem nào. Đây này. Các bạn ơi, đây mình nhìn thấy một cái khẩu súng nữa này. Khẩu súng màu vàng. Khẩu súng nước bắn. Bùm 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 bùm. Để cho bạn Bin luôn này. Bé chơi rồi. Rơi rồi, tí nữa nhỉ.
Rồi tí nữa. Đấy đây này. Đây mình nhìn thấy khẩu súng lúc này các bạn. Khẩu súng màu đen. Bùm 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 bùm. Đấy cho vào rổ ấy nhá. Đi tìm tiếp nào. Ở đây mình lại nhìn thấy khẩu súng lúc này các bạn. Một khẩu súng màu đỏ này. Khẩu súng nước màu đỏ. Bùm bùm. À khẩu súng này bắn ra nước này. Bùm bùm. À cho em ca. Cho em ca. Rồi. Rồi hai anh em vào bắn nhau xem nào. Ai thắng. Đi tìm tiếp nha. Tìm xem còn cái gì không nhá. Đây này mình lại nhìn thấy một khẩu súng này các bạn. Khẩu súng này. Khẩu súng này bắn xịn lắm. Ngon lắm. Ra vào rổ nhá. Rồi đi tìm tiếp xem nào. Đây này. Các bạn ơi mình thấy cái gì đằng kia kìa. Một khẩu súng nữa này các bạn. Khẩu súng siêu nhân người nhẹ đang ngồi đằng sau để bắn này. Đang ngắm bắn này. Wow. Khẩu súng người nhẹ. Này. Cho vào trong thùng này nữa nhá. Rồi đi tìm tiếp xem còn cái gì không nào. Ui. Ở đây mình thấy cái gì các bạn. Con gì màu đỏ đứng ở đây này. Con gì đây này. Một con khủng long các bạn ơi. Con khủng long bào chúa màu đỏ. Này cho vào rổ này luôn này. Tìm tiếp xem là còn con gì nữa không nhé. Đây ở đây mình thấy con gì đang đứng đây đây. Ui một chú sư tử các bạn ơi. Một con sư tử. Cho trong rổ này nhỉ. Rồi đi tìm tiếp xem nhé. Wow. Mình thấy con gì màu xanh to đùng đứng ở đây này. Ui. Một con rồng các bạn ạ. Con rồng có cái cánh màu xanh. Này cho vào rổ ấy luôn này. Tìm này. Tìm tiếp xem nào. Đây các bạn ơi nhìn thấy con gì nữa này. Một con khủng long màu xanh nữa này các bạn. Khủng long có cái sừng. Cho vào trong rổ này. Rồi đi tìm xem còn con cua nữa không nhá. Xem còn con cua nữa không nào. Ui đây mình nhìn thấy một con khủng long nữa này. Đây này ui. Ở đây mình nhìn thấy có hai cái súng nữa này. Một cái súng màu đỏ. Một cái súng màu xanh này. Một con khủng long này. Cho trong rổ này. Ừ, đi tìm tiếp này. Xem này. Ui, đây mình thấy cái con gì mà chân tay nó dài lắm các bạn ơi. Đây, con búp bê các bạn ạ. Con búp bê ma quái. Mời tìm thấy một khẩu súng màu đen nữa này. Khẩu súng màu đen này bắn búp bê ma quái đấy. Đấy. Chết. Bùm 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 bùm. Bùm bùm bùm. Bắn nhau với bạn Bi này. Bùm 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 bùm. Bùm 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 bùm. Bùm 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 bùm. Rồi bạn Bin thua rồi, Bin chạy rồi. Cho vào rổ nha. Đi tìm tiếp nào. Tìm xem còn có gì nữa không nào. Ui. Ở đây mình nhìn thấy một cái khẩu súng màu xanh nữa này các bạn. Ui nhiều súng lắm các bạn ơi. À bạn Bin lại quay lại bắn à. Bùm 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 bùm. Bùm 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 bạn Bin lại chạy rồi. Cho nó rổ nhá. Đi tìm tiếp xem nào. Xem cái gì còn cái gì nữa không. Ui đây đằng này mình nhìn thấy có con gì này. Đây mình thấy một con khủng long các bạn ơi. Con khủng long to lắm màu cam. Một con ngựa các bạn ạ. Một chú ngựa với một chú khủng long. Rồi bỏ vào rổ ấy luôn nhé. Rồi đi tìm tiếp xem nhá. Xem còn con cua nào nữa không nhá. Xem con cua nào nữa trong vườn không nào. Ui này các bạn ơi. Mình đang đi tìm cua này. Thấy có con gì nó đang đánh trống ở đây này. Một con Pikachu các bạn ơi. Pikachu này bị mất một cái tai rồi này. Các chú đánh nhau với ai rồi bị gãy tai ấy. Đấy đang đánh trống này. Ui. Chú đánh trống nghe hay không. Rồi con chú về nhà nó nhá. Con chú về đánh trống để cho nghe để vui nhá. Đây. Ngồi trong rổ này đánh trống nha. Đó. Chú vẫn còn đang đánh trống ở trong cái rổ của mình đấy. Thôi mình đi tìm tiếp thế nào. Tìm xem còn con cua nào nữa không nha. Bây giờ các bạn ơi mình tìm thấy một chú cua rồi. Chú đang bò này. Trời nắng lắm. Đi vào trong nhà đi. Đi vào nhà cho mát nào. Đừng có bò lung tung nữa. Đây. Đi vào cho mát này. Đi vào đây các bạn cho mát này. Các bạn đang ở đây này. Rồi giờ mình đi tìm tiếp nha. Chú các bạn ơi mình thấy con gì ở dưới cái rau này này. Đây này. Để ra xem nhá. Ui, một chú khủng long các bạn ơi. Chỗ này còn một chú khủng long. Cho nó đổi luôn nhá. Rồi đi tìm cua tiếp nè. Tìm cua. Đấy các bạn ơi, mình tìm thấy một chú cua nữa rồi này. Chú đang nấp ở trong này này. Đây, đây này. Bắt nha. Bắt đi về nhà thôi. Cứ đứng ở đây. Đứng ở đây chết nắng đấy. Ui. Rồi, cho trong rổ đây này. Đi tìm tiếp nào. Các bạn ơi, ở đây mình nhìn thấy có chú cá này. Có chú cá rô ở đây này. Ui. Chú ấy lại nhảy xuống đây nhỉ. Cho vào trong cái thôi nhá. Rồi cho thôi cho bơi này. Rồi đi tìm tiếp nào. Đây này, mình có một chú cá nữa đây. Một chú cá rô này. Ôi chú nhảy. Cho trong chậu nước này ơi cho mát nhá. Ở ngoài này cạn này chết coi. Rồi cho đây này. Rồi bơi đi. Ở trong này có một chú cá màu vàng nữa này. Đấy cho có bạn cho nó chơi nhé. Đấy các bạn ơi, mình đây mình phát hiện thấy con gì nữa này. Một chú ốc các bạn ơi. Một chú ốc chú đang bò bò ở đây này. Đây này. Một chú ốc sên này các bạn. Chú ốc sên. Cho vào trong chậu cho nó bơi nữa nhé. Mình bỏ vào trong chậu cho bơi. Này thả
vào trong chậu cá nhé. À, bơi đi ốc ơi. Rồi các bạn ơi, mình nghĩ là hết rồi đấy. Rồi video của mình đến đây thôi nhé. Bye bye.